Dạ hello, xin chào các bạn, hôm nay là kênh Enjoy Tap. Hôm nay của mình tiếp tục làm video mới nha. Một phần game là Valiant Zombie 2 phiên bản là 8.1.1 nha. Phần này mình sẽ sử dụng là Valiant là bình AN Launcher nha các bạn. Đó, mình sẽ test 4 dòng Day 1, Day 5, Day 8 và Day 9 nha. Đó, để xem được có sức mạnh của con bình AN Launcher này mạnh không nha các bạn. Đó, đây là một cái bệ phóng chuối nha. Mình khi mà zombie nó ra ngoài là mình sẽ nhấp vô. Đó, nó sẽ bắn ra một cái đạn hình quả chuối lọt xuống trúng zombie. Sức sát thương là cực kỳ rất lớn nha. Đó, ưu điểm là bắn là cực kỳ rất là mạnh, nhược điểm là hơi lâu một chút nha các bạn, nó nạp đạn là hơi lâu. Đó, nhưng mà không sao, mình có đặt năm Blend Banana Launcher này thay phiên nhau mà bắn nha các bạn. Đó, rất là mạnh nha. Và mình cảm thấy là Blend này là cũng hơi ngon và mạnh nha các bạn. Đó, tiêu diệt là zombie là rất là nhanh, chỉ cần một cú hít là một viên đạn là một hít là chết một zombie nha các bạn. Đó, hy vọng các bạn xem và các bạn ủng hộ kênh Enjoy Tap cái like của mình. Đó, thank you các bạn nhiều, thank you very much. Và các bạn nhớ subscribe, like, share cái video này của mình nha. Giúp video này của mình phát triển hơn. Ok, thank you các bạn. Rồi, chúng ta đã vượt qua được cái vòng Day 1 này rất là nhanh gọn lẹ nha. Đó, màn 1. Tiếp theo mình sẽ đi màn thứ 2 nha. Đó, màn thứ 2 này chuẩn bị bắt đầu là Day 5 nha. Tiếp tục mình sẽ xúc hai cái cây xanh này ra mà mình sẽ đặt cho 5 con mình AN Launcher này nha các bạn. Ok, tiếp tục mình sẽ bắn lên một viên đạn. Đó, con này có thể được phá được bi nghe, viên đạn này cực kỳ là tối ưu nha các bạn, có thể bắn được bi, bắn được bất cứ thứ gì mà đi trên đường, trên dòng bàn cờ này nha các bạn. Đó, mình đang đi phần màn thứ hai, phần Day 5 này nghe, liệu có vượt qua hết bốn phần không nha các bạn, bốn dòng này không nghe không. Đó, bắn rất là mạnh nha, coi các bạn nếu mà một phát là có thể diệt được ba cái con lẹt đà này là bốn cái khiên này rất là ok nha. Rồi, ok, rất là mạnh. Tầm bắn đó là có thể chiếm được là toàn bộ là 3 ô nghe. Khi mà đi 4 người một hàng dài có thể là chết được 3 người. Đó, con Blaster Launcher này rất là mạnh nha các bạn. Ok, quá mạnh luôn. Tiếp tục nhắm bắn. Đó, nhắm bắn nha các bạn. Rất là mạnh nha. Tiếp tục bắn luôn. Đó, bắn lên rất là ok, tuyệt vời. Đó, một phát là 3 anh đã ra đi bình viện nghe. Ô, mình bắn hụt, sorry, mình bắn lại. Ok, very good. Đó, mình thấy con zombie con Blaster Launcher này của phần Blaster Zombie 2 này rất là mạnh nha các bạn, quá mạnh luôn. Đó, thay phiên nhau mà bắn nghe, mặc dù là lượng zombie mà càng dồn càng gần là bắn con Blaster Launcher này bắn càng mạnh nha. Đó, diệt lại rất là nhanh. Đó, quá ngon. Wow, ok, một phát nữa xong. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Day 5 này các bạn. Đó, rất là thành công, tốt đẹp. Rồi, tiếp tục là mình sẽ test luôn một cái dòng tiếp theo là đây A nha các bạn. Đó, hy vọng mọi người đã xem video vừa qua, xem video này của mình. Các bạn nhớ ấn subscribe, like, share kênh của mình hoặc video này của mình. Đó, comment để giúp video này của mình được phát triển hơn nha. Ok, xin chào các bạn. Ok, nạp đạn vô. Đây, bây giờ mình tiếp tục đi màn thứ ba là đây A nha. Và sức công phá là rất là mạnh nha các bạn. Đó, bắn rất là gọi là quá đã luôn. Y như là các bạn chơi game mà bắn súng này nghe, nó có thể mình nhắm mục tiêu và thả lên, nhớ là chính xác nha các bạn, mà câu cầu vòng mà như là đạn cối nha các bạn. Ok, bùm, một em cứ một phát là một em nha các bạn, trừ trường hợp cái con nào mà châu châu thì hai phát nghe. Đó, tuy nó nạp đạn chậm nhưng mà mình đặt số lượng, thí dụ các bạn đặt 5 plan, sau này mình sẽ test là đặt một lần là 20 plan banana launcher này là bắn một là bắn coi như là các bạn nhấp mỏi tay luôn nghe, nó thấy là nó thay nhau mà nó nạp đạn liên tục. Đó, rất là mạnh nha. Ok, xỉ lên trời. Bùm, một em, xỉ lên tiếp tục. Bùm, đó, gọi là nét luôn nha các bạn, nét zombie luôn. Quá là mạnh. Đó, ok, chúng ta là chuẩn bị là hoàn thành xong phần màn thứ 3 là đây A nha các bạn. Quá là mạnh. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi màn cuối cùng là đây Day 9. Đó, liệu có vượt qua nổi cái vòng mà Day 9 hay không nghe. Hiện tại tỷ số là 3-0 nhưng về Banana Launcher này nha các bạn. Tiếp tục nghe. Đó, giờ thủ sẵn 5 Valiant Banana Launcher. Bây giờ là chờ zombie ra là quất lên là quất bắn. Đó. Bây giờ mình nã bi luôn nghe. Đó, các bạn thấy không? Bi nã rất là ok. Một phát là bởi một cái bi, không nói nhiều. Đó, zombie bắt đầu nạp đạn, các bạn không? Các bạn bắn một hàng dài nghe. Cứ viên này bắn xong là viên kia hồi, cứ tiếp tục là viên tiếp theo hồi. Nó hồi thì kiểu là bắn liên tục. Đó, nên các bạn từ chậm rãi các bạn cứ bắn. Ok. Đó, bắn cho chính xác nghe. Một viên đạn hụt là các bạn là tốn một cái thời gian tầm khoảng 5 đến 10 giây nghe, các bạn mới nạp đạn lại nghe.
Ok, nhắm vô nào. Rồi, một phép là xong. Đó, con phải lên là bình án là lo chơi này, mình thấy là ok tuyệt vời luôn các bạn. Không còn gì để bàn cãi nữa. Mặc dù nó nạp điện, nếu mà nạp điện bắn hơi chậm thôi, nhưng mà mức sức sát thương cực kỳ rất là cao. Và coi nó bắn rất là đã nha các bạn. Mình thấy con Valen này bắn rất là sướng, bắn lên trời xong đọt xuống lại là ngấm củ tỏi liền nha, zombie ngấm củ tỏi liền. Ok, đó da càng nhiều các bạn, mình sẽ nhắm vô một cái góc nào mà zombie nhiều nè. Đó, gãy hết. Đó, ba em tiếp tục nhắm liên tục. Các bạn cứ nhắm liên tục vô, điện nó đang nạp liên tục mà các bạn. Bắn xong viên này là sẽ nạp viên kế tiếp. Nên mình không có sợ. Sợ là một con nó dính được 3-2 viên nó mới ngã thôi, nên mình sợ là không đủ điện thôi. Chứ thật ra một con một viên là không có gì để sợ hết. Con nào tới gần là mình sẽ bắn cái con đó. Đó, để cho điện nó hồi lại là bắn cái con tiếp theo là vừa. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Valiant Zombie 2 này nghe. Valiant Banana Launcher này, ok. Goodbye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai. Ok, let's go.